ơi, cái ông này nghỉ nghỉ không biết rời đất gì cả. Minh ơi, ông Ngao ơi. Ê, ủa, gầy, đang ngủ ấy, đánh rồi. Đang ngủ à? Tôi hỏi ông, ông đi đâu mà từ tối qua đến giờ? Ông làm tôi đi tìm ông khắp từ làng trên ngõ dưới, thế mà cuối cùng ông lại nằm trên cây ông ngủ thế này bao giờ không? Rêu quá, mấy thằng nó lôi tôi vào uống hơi quá tí. Ôi rồi đấy đấy nhá. Thế mà tôi hỏi ông đi đâu, ông cứ mở mồm ra ông bảo ông đi làm, ông không đi uống rượu, không rượu chè bê tha gì cả. Đấy, thế mà bây giờ ông thú tội rồi đấy nhá. Tôi biết là tôi hứa với mình là tôi đã không uống rồi, nhưng mà gặp mấy cái thằng ấy nó cứ kích đều vào, làm cho con người tôi nó nóng ran lên mà tôi không được kiềm chế nữa, không được kiềm nữa là tôi lại quyết định uống. Thế tôi hỏi ông, tôi bảo ông đi đơn cá rồi mà. Thì vẫn đi. Cá đâu? Thì đây đã xuống là muốn bắt cá rồi. Thì để bọn cá nó lên nó lại thấy tôi uống rượu. Thứ nhất là nhìn mặt thì đỏ. Thứ hai là mùi rượu nồng nặc ấy. Nó là bọn nó bảo là thôi. Nó không chịu được cái mùi rượu này, nó sợ say. Thế là nó lại kéo nhau nó đi về hết. Xin ông đấy. Ông không biết là con cái tôi còn phải gửi sang bên ngoại, để nó không học cái thói hư tật xấu của ông. Chưa, nó ở nhà, nó nhìn thấy bố nó như này này. Đến lúc nó học theo, rồi sau này nó cũng nát như ông thôi. Học làm sao được? Riêng cái môn tiểu này nó phải có năng khiếu ấy nhá. Chứ không phải là cứ thích là uống rồi đâu. Tự hào nhỉ? Ờ sao không tự hào? Uống cái rượu ấy là năng khiếu nó phải cao. Chứ còn cái loại uống tầm phào thì chỉ có vứt đi. Người ta bảo rồi là nam vô tiểu như kỳ vô phong, uống vào để cho cõi lòng đỡ đỡ làm sao nôn. Thế rồi tôi hỏi ông này, tất cả bạn bè ông đi uống với ông cũng như ông hết à? Hả? Đều chết, riêng là vào bàn rượu rồi thì như thế. Ôi. Mà tôi nói luôn, nói thẳng luôn ấy, tất nhiên là vẫn nghe theo mình rồi, nhưng mà cay là vào nó bảo là tôi yếu, tôi yếu cái món tiểu, cho nên là tôi phải chiến đấu với chúng nó. Thế à? Thế ông yếu à? Thế ông chiến đấu như nào? Đầu tiên là một ngụm thôi. Sau ấy là tôi bảo là tao chấp cả họ nhà mày luôn. Ôi chấp cả họ nhà nó luôn. Thế cả họ nhà nó như nào nữa? Cuối cùng là cả họ nhà nó tỉnh, còn tôi thì nằm ở trên cây. Thế thì... Thôi nhá. Tôi không nói nhiều với ông nữa. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Bỏ ngay cái tính rượu chè đi. Thế tôi hỏi ông, một tuần thì có 7 ngày. Ông ăn cơm ở nhà với tôi được mấy ngày? Được một ngày là con rồi. Thế này thì bây giờ tôi sống với ông làm sao được đây? Ông thay đổi ngay cho tôi, đừng để tôi phải nói nhiều. Xuống đơm cá về biết chưa? Ông mà không mang được con cá nào về thì hôm nay ông ngủ ở ngoài. Mình cứ về đi, lát nữa tôi hết say chúng nó lại lên ngay mà. Trời ơi, lát không còn gì mà nói mà. Suốt ngày cằn nhằn, đây vợ với trẻ con. Đúng là vợ con là cái nợ nần. Đấy, khi nó điên tiết nó chửi chồng đần với ngu. Đã thế ông này uống đến tận sang thu để cho nó hết chửi ngu với đần. Đuổi đi ông cũng chẳng cần, bởi vì mày đã chửi ông đần ông ngu. Nó sợ gì, đúng không? Thằng Ngao giờ này nó vẫn ngủ. Cái thằng đột này vợ nó đi rồi mới đứng thẳng lên. Đứng rồi.
Nó chiều cao có hạn, khổ quá. Sao mày như thế? Chúng mày thấy không? Thằng này cuối cùng kết luận nó là thằng ngu, thằng đần. Con vợ nó chửi cho không ra cái thể thống gì. Ôi giời ơi. Ấy thế mà hôm trước ngồi uống rượu với anh em mình như bố đời bố thiên hạ. Mà đã ngu lại còn tỏ ra là nguy hiểm. Này, kể cho hai thằng chúng mày nghe. Hôm trước tinh tướng nó lại bảo là sách cả họ nhà tao uống rượu. Bây giờ nhìn kìa, nằm trên cây ngủ như con khỉ. Cả họ mày tỉnh đúng không? Thằng này nó có uống được đâu, ba chén vào là say ngay. Mà sĩ cứ hay gặn. Nhưng mà được cái thằng này nó cũng thèm rượu. Ừ, thằng này máu lắng rượu. Nhưng tuy nó ngu nhưng nó lại có được cái đặc điểm hay là như thế này. Mỗi khi nó uống rượu say vào, nó lại rất hay giả tiền. Đúng. Tao kể cho chúng mày nghe. Có hôm tao giả vờ là tao hết tiền. Nó bảo là ừ thôi để tao trả cho. Sau một hôm tao lại giả vờ, tao bảo là tao quên tiền. Nó bảo ừ để tao trả cho. Lần sau quen vui tao thấy thằng dễ tính. Tao toàn bảo là thôi chết rồi, tao quên tiền ở nhà. Nó lại bảo nó trả cho. Mày như thế không cao, phải như tao này này. Tao giả vờ, tao đứng dậy ra giả tiền. Nó bảo thôi để tao giả cho. Mà trong tao có tiền đâu. Này, các bố là... toàn là cứ bảo là cao không cao. Tôi này, tôi không muốn nó giả tiền, tôi giả đàng hoàng. Nhưng ai ngờ hôm đang uống rượu mình ra mình đi tiểu thế quay ra quay vào nó đã giả xong hết rồi. Cái được cái nhanh nhẩu không nhiệt tình. Nhưng phải dẹn cho nó uống rượu say vào. Anh em mình một hai chén đầu mình phải giả vờ đổ nước mình uống cho nó lên tơ, xong rồi anh em mình đua cùng nó chưa tài. Thằng này thích cho nó uống rượu bằng bát luôn. Thế nhưng mà cơ mà này, tao bảo từ hôm qua về không lừa con vợ chả lấy được xu nào. Ê, hai thằng chúng mày có tiền không? Hôm nay mình làm tí cay cay chứ từ sáng giờ chưa có gì vào người, thấy nó mày làm tí thấy nhạt mồm lắm. Mày có tiền không? Làm gì còn đồng nào đâu. Không có đồng nào, đấy là không, đây không phải là thằng Ngao nhá. Đây tiền nộp ra. Thôi. Đây giờ hết hai túi. Thôi được rồi, tao bảo. Tôi không biết chúng mày có bị không. Chứ tao bây giờ sáng ra không có rượu thì chân tay nó run lắm. Cũng chả có đồng nào. Không có đồng nào. Thôi được rồi, bây giờ tao bảo nhờ đấy nhá. Thằng Ngao rất thèm rượu. Bây giờ anh em mình nghĩ ra một cái kế rồi đấy. Ra rủ nó đi uống rượu cùng. Kiểu gì nó sẽ phải giả tiền. Thấy nhanh nhẩu nó chuốc nó say vào ba anh em mình không đấu được nó. Thằng này bây giờ mình cứ ra rủ đàng hoàng ấy thì nó lại tưởng là anh em mình cần nó. Chưa? Nên chúng ta phải nghĩ ra một cái cách là ba anh em mình giả vờ ra hỏi han nó, xong ba anh em mình rủ nhau đi uống rượu. Xong là ba anh em mình bảo là mua đồ nhậu rồi, mua các thứ rồi, xong là không cho nó đi cùng. Đấy. Nó xin nhiệt tình mình cho đi. Xong mình bảo nó đi tiện thể nó mua luôn đồ mang về cho anh em mình. Đây. Nghĩ ra cái món gì mà nó thích nhất đi. Cái gì đâu. Cứ 2 cân 3 chỉ chó. Trời ơi. 15 quả trứng gà. Ngao nó thích ăn thịt chó lắm đấy. Thống nhất là như thế nhá. Tất cả chúng mày phải theo sự chỉ đạo của tao nhá. Nhìn mắt tao, để ý tao nhá. Bây giờ vào trêu nó, đẩy nó ra, xong đấy thì mình mới đưa nó vào cái kèo rượu. Nhưng mà khoan. Sao đấy? Hôm nay chúng mày có đi được lâu không? Bao giờ mày phải về? Tao chắc xong được một lúc thôi. Liệu vợ mày có tìm không? Vợ tao thì mày yên tâm ấy. Thế còn thằng này đi được đến bao giờ về? Cái thằng này này, chắc chỉ đi được 1-2 canh giờ thôi. Chúng mày thì tao không lo lắm. Thế nhưng mà bây giờ rủ được cái thằng Ngao đi sang nhà tao uống. Còn vợ nó kinh lắm, kiểu gì nó cũng mò ra, nó tìm thấy là dở, mất cuộc vui của anh em mình. Mày xem cái chỗ nào kín kín cho mày. Được. Chỗ nào? Thế này nhá, bây giờ mình rủ được nó rồi thì tao về sẽ chuẩn bị chỗ đằng sau đống rơm, cạnh bếp nhà tao ấy, gần chuồng trâu. Chứ ngồi đấy mà nhậu thì có từ sáng đến đêm không có người vừa nhậu đi, vừa ngửi phân trâu à? Không. Cái thằng xếp có chỗ ngồi là được rồi.
không có mùi phân trâu. Ta nói thế thì cho người ta đỡ hình dung cho tôi. Các con vợ nó sang nhà tao tìm, con vợ mày sang, con vợ mày sang. Ai nó tìm. Nghĩ mình ngồi đóng dở. Ừ, thấy không ai trong nhà là chúng nó đi về hết. Bây giờ mình ngồi đến đêm nữa. Thằng này thông minh. Này. Đây. Ngao. Ngao ơi. Ngao ơi. Ngao ơi, bình tĩnh. Khớp ông ngủ gì mà say thế? Lại chịu say hả? Thiên sư chúng mày. Chít nữa thì ông ngã xuống sông. Làm gì mà ngủ kỹ thế? Lại uống rượu say đúng không? Ừ đúng là đêm qua tao rất say sưa. Chúng mày định đến bẩm thưa cái gì? Không có chuyện thì cút hết cả đi. Đừng để ông phải là làm gì nghe chưa? Được rồi. Mày bây giờ ăn mày tọng. Mày say sưa mày ra đây mày ngủ một mình. Anh em tao có việc. Anh em tao gọi mày lại bảo là phải bẩm mày thưa. Chúng ông không việc gì phải bẩm phải thưa với mày nhá. Thôi không nói đến chuyện đấy nữa. Anh em đi nhậu. Đâu đứng yên đấy tao nói mày nghe. Đây. Hai cái cân ba chỉ chó tao đặt rồi. Thì là hôm nay thống nhất là ngồi uống rượu nhà tao. Ba anh em mình. Được. Mày cái chỗ giềng xả nó như nào rồi? Giềng xả, mắm tôm, tỏi, ớt. Gà tao chuẩn bị đủ cả rồi. 15 quả trứng gà tao cũng đặt rồi. Thế là mày cứ ở đây mà ngủ nhá. Anh em bọn tao là đi có việc. Nhớ bạn, gọi đến bạn. Nó lại bảo là gọi nó là phải thưa. Xong là nó còn uống rượu một mình, nó không có gọi anh em mình đâu. Thôi, mày nói đến ba chỉ chó tự nhiên tại thèm quá. Thôi, tao góp rượu. Thôi. Bọn tao có thiếu rượu đâu mà tao góp. Có thiếu rượu đâu. Khổ thiếu quá. Gì rượu? Mà cái con chó này ngon. 13 cân mấy. Ui dồi ôi. Ba chỉ nó thì ngon đi đương ngoài luôn. Tao đặt ngay đầu tiên chỗ ngon nhất là của anh em mình. Chỉ ba anh em mình thôi nhá. Mày không phải xin lỗi. Kìa chúng mày. Người ta bảo là chè tam rượu tứ. Chè tam thì chúng mày uống 3 thằng được. Bây giờ rượu tứ thiếu tao nó mất ngon. Thế sao mày bảo mày bận ngủ? Lúc nãy tao... Mà uống một mình mày còn say được chứ chả là ba đứa tao uống, đúng không? Thì lúc nãy tao ngái ngủ, nhưng mà thằng này nó bảo là có ba chỉ chó, tự nhiên tao cảm thấy... Thôi được rồi, như thế này nhá, rượu còn tao không thiếu. Thế là mày đi cùng với ba anh em tao có đồ rồi. Thì bây giờ ba chỉ chó tao đặt rồi. Trứng đặt rồi. Rau cỏ, mắm tôm thằng này đặt đủ rồi. Đủ hết rồi. Đấy, thế là bây giờ thì nếu mày đi chung với chúng tao... Thì mày định mang theo cái gì? Tao sẽ mang rượu. Rượu? Tao mang rượu tao góp vào. Thôi, rượu thì nó hơi ít. Thì ra nó như này. Mày đi ra lấy nhá. Ra quán bà thịt chó ấy. Mua rượu. Điện thể lấy luôn thịt chó về cho tao. Ở bên cạnh đấy là... Bên cạnh hàng trứng gà ấy. Tao cũng đặt rồi. Xong mày tiện là mày lấy luôn cho tao. Thế là này. Đây là ba bọn tao đã chuẩn bị hết rồi. Mày chỉ việc bê đến nhà. Đến nhà Tuất. Đến uống ở nhà Tuất. Ngồi nhà thằng Tuất. Bây giờ mày đi lấy rượu về lấy đồ đi. Tao đi xong là bọn tao về chuẩn bị xong rồi về. Nhanh lên. Nhá. Mấy anh em mình nhậu nhá. Nhanh cái chân lên. Thôi. Mày thấy chưa? Tao đã bảo thằng này nó ngu thì trên cả ngu, người ta gọi là cực kỳ ngu. Con vợ nó khôn thế, ngày nào cũng dạy cho nó đỡ ngu mà tại sao nó càng ngày nó càng ngu đi. Thôi chúng mày đâu? Đi về nhà, ngồi đi đợi nó ra tiện thể nó lấy rượu kiểu gì nó trả tiền thịt chó, trả tiền trứng, trả tiền rau, trả tiền thịt ăn đi. Đi bây giờ về nhà Tuất, đi thôi. Uống đấy tí à, đi tè là cái dạ cả người. Thằng này thân yêu. Được. Ôi trời ơi, được hết cả rượu. Ah.
Các ông thấy tôi nói có sai không? Riêng cái món ba chỉ chó là cái chỗ ngon nhất của con chó rồi. Hôm nay anh em mình ăn đấy đã cái mồm không? Rượu ngon, thịt chó ngon. Rượu ngon, thịt chó ngon. Thì đủ rồi. Thiếu mỗi gái đẹp. Mày mạnh buồn thế. Rượu mà về vợ nó lại tát cho nát cuộc đời. Mẹ gãy răng. Cái gì? Vợ tao á, vợ tao mà ở nhà mà dám quát mắng tao nhá, tao thì cho một quát thôi thì đầu cắm xuống đất đít bổ làm đôi, lôi tha lôi thôi, chỉ có đứng chứ không ngồi được đủ. Này, chỉ được cái mồm, chỉ được cái mồm, đầu cắm vào cổ đít bổ làm đôi, chỉ đứng chứ không ngồi lôi thôi mà được cả. Quên, nhưng mà không biết là đứa nào chỉ đứng không ngồi nha. Chúng mày đừng có to mồm, vợ nó quát trong tiếng thì rúng đít cụp đuôi vào. Đây này, chỉ có ở nhà tao đây này. Nên ăn uống nhậu nhẹt thì mới biết được thế nào là nhà có nóc. Chúng mày cứ thoải mái đây. Thôi. Ba thằng mình được rồi. Có mỗi thằng nào này. Cái thằng Ngao là cái thằng hèn nhất. Tao nói thật mày nhá. Này, tao mà như mày sáng nay, tao cắm đầu xuống sông tao tự tử luôn. Mình là đàn ông, sao mà phải để vợ nó quát mắng như thế được, đúng không? Phải sống cho đúng đàn ông như thế. Mày để yên. Mày đừng tưởng là mày có chén rượu vào là mày cà khịa với tao. Thôi. Mày không phải, không mày bỏ cái kiểu của mày như thế đâu được. Thôi đừng có nóng tính. Chúng mày nói thế cũng là không được, tao thấy là không được. Thằng Ngao như thế là tôi mỗi cây mỗi hoa, đúng mỗi rồi. Nhà mỗi cảnh mà. Vợ mình nó xinh đẹp như thế thì đôi khi mình cứ nhịn đi một tí. Đúng. Sao? Tôi vợ mình nó chửi chứ ai chửi đâu mà sao? Nhưng mày hèn lắm. Mày hèn cái gì? Mày im mồm nha. Mày im mồm đi. Mày bảo ai hèn? Tao bảo mày hèn. Chẳng qua là tao giữ cái hòa khí, giữ cái hạnh phúc gia đình. Tao mới nhịn thôi. Thôi, cho mày bỏ luôn cái hỏa khí của mày. Uống rượu mày nói như thế là hơi to. Mày nói to. To nhưng mà nó khịa tao. Nó khịa cái gì? Bọn tao thì đúng là cũng công nhận là bọn tao là không sợ vợ mấy. Nhưng mày thì cũng hơi sợ vợ. Nhưng mà tao cũng định bênh mày đi. Nhưng mày hơi to mồm. Không, tao nói luôn. Tao xin lỗi mày là tao to mồm ở nhà mày. Nhưng vì là tao cũng có cái trí diện của tao. Đang ngồi vui vẻ nó lại bảo tôi hèn. Tôi hèn cái gì? Dạ vợ, để vợ mắng như thế không? Mày xem lại cái mặt mày đi nha. Về nhà tao thấy vợ nói là mày cũng cúi mặt luôn đấy. Không, này thế đã thế nha. Đây. Mục sở thị, đúng không? Chúng mày có dám cá với tao? Cá cái gì? Dám cá là đêm nay tao cho con vợ tao ngủ ngoài hè không? Này, nó ngủ ngoài hè hay là mày lại ngủ ngoài cây? Này, lại leo cây ngủ. Không tin đi, chúng mày chơi không? Nha, tao chấp nhận chơi cuộc này. Nha, nếu như tao ngủ ngoài hè, tao sẵn sàng mất cho chúng mày hết cả cái tiền rượu, tiền trứng, thịt cho hôm nay. Mà kể cả mất 15 đồng cho chúng mày luôn. Còn không thì chúng mày lại phải mất cho tao 15 đồng. Mạnh mồm quá nhỉ. Trời, thật nhá. Chơi luôn. Không lại bảo là anh em mình không uy tín nhá. Trời, chơi luôn. Thế này nếu mà mày dám chơi, bởi vì thằng này làm sao mà dám đuổi vợ ra được. Được, hôm nay như này đã thế. Nhận cái cuộc chơi đây. Nào uống một cái. Uống một cái. Nha. Rồi. Bây giờ là uống và xịt tiền ra đây luôn. Luôn được. Để cho nó uy tín. Đỡ là mày bảo là chúng tao là không uy tín. Thì tao đây tao bỏ tiền ra cho hai thằng mày vay nhá. Mỗi thằng năm đồng. Đếm đủ được rồi, để tao đếm cho. Chi là 15 đồng. Tao cũng đưa tiền trước mày nhá. Tiền thôi, không. 2, 3, 4, 5, 6,
Mày đưa tao đếm. Tám, rồi, đếm. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Không phải đếm lại. Rồi, ok. Quân tử nhất ngôn. Nếu mà tối nay mà mày không đuổi được vợ mày ra ngoài đường ngủ ấy, thì mày phải trả toàn bộ bữa rượu thịt chó này. Đúng rồi. Cộng mới trả lại cho ta bọn tao 15 đồng này, nhớ chưa? Còn nếu mà mày đuổi được vợ mày ra ngoài đường ngủ thì chúng tao mất 15 đồng với mày. Rồi. Được chưa? Nha. 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 Quân tử nhất ngôn. Hứa. Nha. Quân tử nhất ngôn. Rồi, nhớ nha. Nhớ hôm nay sang nhà tao nha. Nhớ đấy. Nhớ luôn đấy. Đây, nhà tao mà đi vào đấy làm gì? Về đấy. Đường về nhà còn không nhớ lại còn gọi cá với anh em mình. Chưa thấy chưa? Đúng là thằng ngu. Không bao giờ có chuyện thằng này dám đuổi vợ ra đường, chẳng qua là uống rượu vào máu lên khoác lác với anh em mình thôi. Chúng mày bảo tao bảo chúng mày cứ yên tâm, thằng này tối nay nhá kiểu gì cũng ngủ ngoài đường là cái chắc. Làm trai cho đáng nên trai đi đâu cũng phải có vải đào theo. Đã thì tuổi cũng còn cho đi đâu cũng phải có đào theo ạ. Đào theo này. Tôi đang nói là đào này là Tết nhất đến nơi rồi. Có đào là đào về nhà mình nhé. Hả? Ông đừng có mà ngụy biện nhá. Ngụy biện gì đâu. Bạn đi uống rượu đúng không? Thì khổ quá, nó cũng Tết nhất đến nơi rồi. Bạn bè thì thôi nó mời tí thì tôi cũng nể thôi. Khổ cái thằng Đột với cái thằng Tuất, nó cứ ngày nào nó cũng mời. Thành ra mình cũng nể nó. Chứ còn tôi có muốn uống gì đâu, đúng không? Tôi hứa mình là tôi cũng uống rồi mà cứ mời. Ông hứa, ông thề. Ông thề cá chê chui ống ấy. Thế tôi hỏi ông này, sáng nay tôi đã dặn ông là phải đơm cá về, thế cá đâu? Thì đấy, khổ nó, tôi đã bảo rồi là cá tôi đứng đợi mãi mà nó vẫn thấy nó mặt tôi đỏ. Đấy, xong là cái mùi rượu cho nên là mấy con cá nó dị ứng. Nó nhất quyết không lên, nó lại đi. Chờ mãi không được thì tôi gặp luôn mấy thằng chó kia. Nó mời tôi là nó đi uống thì là tôi chồng uống. Ơi là chồng, ông có biết là tôi nhục nhã không? Tôi nhục nhã với bà con lắm, ông biết không? Nhục nhã. Đấy, ông biết không? Tôi đi ra ngoài đường ấy, người ta hỏi tôi là dạo này nuôi khỉ ạ? Nuôi khỉ gì? Thế, tôi hỏi là nhà em có nuôi khỉ gì đâu ạ? Người ta bảo đấy, cứ ra gốc cây ấy, có cái con khỉ ngao ấy, nó nằm ở bờ sông vất va vất vẻo ấy. Ông thấy chưa? Đứa nào bảo tôi là con khỉ ngao à? Đứa nào để tôi đưa đến tận nơi tôi vả vào mồm nó hả? Này, ông không phải vả đâu hết. Tôi đã nói rõ ràng rồi, nếu mà hôm nay ông không bắt được con cá nào về ấy, thì tôi cho ông ngủ ngoài hiên nhá. Ngủ ngoài hiên. Ơ kìa mình, sao lại thế kìa, khổ quá đi. Người đâu mà cái nóng tính chứ. Thế bây giờ tôi uống rượu xong là về cái không khí nó lạnh lẽo như thế này, thế bắt tôi ngủ ngoài này, thế chẳng may nó cảm nó đi thì mình sống với ai? Trời ơi, tôi chẳng thiết gì sống với ông đâu. Ông thích cảm ấy thì ông đi mà uống rượu với ông. Không thiết sống với tôi có nghĩa là có đứa khác phải không? Đúng không? Ông đừng có suy diễn nhá. Suy diễn gì này, tôi nhìn cái mặt là tôi biết đấy, bà con càng ước xem đấy. Tôi đi uống rượu tí về mà nó bắt tôi ngồi ở ngoài hè như thế này. Trời thì lạnh lẽo chứ có phải là ấm áp gì đâu. Ôi trời ơi, cái đam mê của người ta cũng cấm.
người ta uống có tí rượu mà cấm người ta như thế này thì hỏi làm sao mà tôi chịu được. Đấy, vợ chồng sống với nhau có hớp rượu thôi mà đêm nay nó hành tôi, nó bắt tôi ngủ ở ngoài hè. Ôi làng nước ơi, ông có mà già mồm. Tôi cứ già đấy, làm gì được tôi. Ôi trời ơi, chồng con gì nó bảo lại bây giờ hóa ra là cái nợ nần. Đấy, nó không cần tôi nữa. Đấy, nó bắt tôi ngồi ở ngoài hè như thế này. Có ai thương tôi không? Ôi trời ơi. Tôi nghĩ thế này, tôi ướt nước mắt làng nước ơi. Ôi. Mày ngồi đây làm gì? Dạ anh ơi, em về muộn. Vợ em cho em đứng ngoài ạ. À. Mày mở cửa nhà mày ra. Bảo vợ mày mở cửa ra. Có bao nhiêu tiền đưa hết cho tao, không tao giết cả vợ lẫn chồng. Anh ơi, thật sự bây giờ này em không còn đồng nào. Mày đừng có đùa tao. Không thì thế này. Một là mày đưa tiền cho bọn tao, hai là mày đưa vợ mày cho tao. Ôi anh ơi, anh đừng làm thế. Tiền thì em không có, còn vợ em thì em rất yêu thương vợ em. Không nói nhiều. À, này nhớ, kể cả gì đi chăng nữa nhá, tao cũng sẽ chiến đấu với mày đến hơi thở cuối cùng vì vợ tao nhá, con chó này. Ôi trời. Chồng ơi, cướp đâu? Chồng ơi, cướp! Tao là cướp đây. Sao? Ngủ ngoài hè, nghe chưa? Mình, sao mình lại nhốt em ở ngoài? Sao xuyên cái gì? Ngủ ngoài hè, muỗi đốt em chết. Muỗi đốt cũng được. Chắc nó về chưa? Một, hai, ba, mười bốn. 15. Không phải đếm lại. Rồi, ok. Quân tử nhất ngôn. Nếu mà tối nay mà mày không đuổi được vợ mày ra ngoài đường ngủ ấy, thì mày phải trả toàn bộ bữa rượu thịt chó này. Đúng rồi. Cộng mới trả lại cho bọn tao 15 đồng này, nhớ chưa? Còn nếu mà mày đuổi được vợ mày ra ngoài đường ngủ thì chúng tao mất 15 đồng với mày. Rồi. Mình ơi, cứ ở ngoài đấy. Vâng ạ, mình bảo sao thì em nghe vậy ạ. Cứ thế mà làm. Ông ngoại đốt chết rồi chúng mày ơi. Thế này là mình mất toi 15 đồng rồi. Ngu thế. Ngu thế mà. Thôi, ở đây làm cái gì nữa? Đi về. Ôi. Mấy thằng chó nó đi hết rồi. Ôi giời ơi. Đi rồi. Thế là vợ chồng mình có 15 đồng. Công lớn là nhờ em đấy nhá. Cả tôi nữa. Mà nói chung là cả đôi. Cả hai vợ chồng mình. Thôi, không nói nhiều. Nhanh lên. Ôi giời ơi. Có mỗi cái chai rượu thôi mà lâu thế không biết. Đây rồi. Hôm qua chả mấy khi tao mời chúng mày về nhà tao ngồi nhậu một bữa mà cứ dục loạn cả lên. Rượu đây. Này. Vợ tao ấy nó bán quán. Nhưng bây giờ ấy nó dỗi cái việc tao lấy của nhà mang đi. Nó tức nó bỏ về ngoại rồi. Giờ tao phải bán quán một mình thế này. Thôi cho. Làm mày có mỗi rượu với sung à? Ai bảo mày có rượu với sung? Thì đây, cây nhà là lá vườn.
sung đây, muối đây, mà bảo không có gì. Chúng mày làm gì cứ bầu nhau cái chuyện ấy, càng nghĩ càng tức. Nhưng mà bây giờ nhìn lại mâm cơm tao mới thấy đúng rồi. Sao lại kiệt sỉ, có cái thứ kiệt sỉ như mày, anh em sang nhà uống rượu nhà, mày có mỗi cây nhà lá vườn. Thế mày bẻ bảo có đồ rồi là tao mang thêm trứng lên. Thế thôi, trứng thì tao mang về nhà nhá. Cái thịt này tao mang sang, thôi tao cũng mang về. Thôi, thế thì uống rượu, uống rượu mỗi sung thôi. Thế à? Thế tao đưa tao ra rượu đi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Tao cất rượu đi. Ê, chúng mày ăn đi. Thôi, nói thế thôi. Anh em thân thiết với nhau, có gì ăn đấy. Quan trọng là có chén rượu. Thôi nào, lên cái đã. Lên cái đã. Nào. Lên cái đã. Nhưng các ông, tôi càng nghĩ tôi càng tức với cái thằng Ngao này. Tự nhiên bị nó lừa mất 15 đồng. Không biết ăn nói với vợ như thế nào, về nó cứ cầu nhà cầu nhàu, điên quá, không chịu được các ông ạ. Đấy, mày thấy chưa? Mày cứ bảo nó ngu đi, ngu nó ăn tiền của anh em mình đấy. Xong bây giờ anh em mình cứ cắn... Cắn cái gì? Cắn răng chịu đựng, chứ còn cắn cái gì? Làm sao lại phải cắn răng chịu đựng? Hả? Chúng mày phải nghe tao, nhá. Thôi, nghe này. Tao. Hả? Thôi. Nghe mày nhiều quá gì. Mày im. Nghe mày. Này. Vườn không nhà trống đấy. Vợ tao nó dỗi nó bỏ đi rồi đấy. Nghe mày. Cao kiến quá. Thế bây giờ chúng mày có cái ý kiến gì hay chúng mày nói ra đi. Không nhẽ là anh em mình chịu đựng như thế này à? Chịu mất tiền với thằng ngu ấy à? Nghĩ cũng bực thật. Nhưng mà không biết làm cách nào. Mày có ý kiến gì không? Có cao kiến gì không? Mày có ý kiến gì không? Sao chúng mày bảo chúng mày cô bảo tao ngu, lần nào đưa ra ý kiến cũng không được. Này, à mà được. Tao nghĩ ra ý này rồi. Ý gì? Tao nghĩ ra ý này được đây này. Ý gì? Tao hỏi chúng mày nhá. Thằng Ngao nó xấu thế đúng không? Đúng. Ừ, đúng. Thằng Ngao nó ngu thế đúng không? Ừ. Quá đúng. Mà con vợ nó đẹp thế đúng không? Lạ nhỉ. Thế sao? Thì làm sao chúng mày phải nghe hết câu chuyện đây này. Con vợ thằng Ngao nó rất yêu thằng Ngao. Yêu vì cái gì? Yêu vì thằng Ngao đẹp trai à? Không phải. Không phải. Đúng không? Yêu vì thằng Ngao con nhà giàu à? Nhà thằng Ngao có cái gì mà giàu? Thế không phải đúng càng không? Càng không phải. Thế thì chỉ vì là yêu thằng Ngao vì thằng Ngao nó ngu, đúng không? Ngu, sao lại yêu cái ngu? Chả có đứa nào yêu cái ngu. Cái lý nó nằm ở chỗ này. Có nghĩa là con vợ thằng Ngao nó đẹp phới phới như thế, nó mơn mởn như thế, nó yêu một thằng ngu để cho nó dễ dàng đi tòm tém tí toáy với người ngoài, hiểu chưa? Không hiểu. Là như nào? Rồi. Ui sao chúng mày ngu thế? Uống, tao giải thích. Uống, cho tay nhanh. Mày mượn cớ để... Uống đi. Đây, mượn cớ là thế nào? Cái đầu chúng mày ngu lắm. Bây giờ muốn trả thù vợ chồng thằng Ngao, muốn lấy được lại tiền ấy, thì phải tạo ra một câu chuyện. Làm sao để cho thằng Ngao nó nghi ngờ vợ nó là có người ngoài, nghi ngờ vợ nó đi tòng ten. Phải làm sao để cho thằng Ngao nó tưởng là nó bị mọc sừng à. Thế cho nên là thằng Ngao nó điên lên, vợ chồng nó mới lục đục. Thế là mình thắng rồi, hiểu chưa? Thế thì hiểu thôi. Hiểu. Ý này hay. Chính vì thế mà bây giờ chúng mày lại vẫn cứ phải làm theo tao. Được chưa? Nhớ chưa? Đấy, thôi được rồi, đây. Lại làm theo mày. Để tao giảng, Thằng điên này mày cười cái gì đấy? Ừ nhở? Mà tao cười cái gì nhở? Mày nói cho tao với. Thằng điên nó được rồi. Cứ thế. Được rồi. Hiểu chưa? Ừ, hiểu rồi. Quốc. Được rồi, bây giờ cứ theo kế hoạch đấy. Mày đi sang nhà thằng Ngao, mời nó sang đây, ngon, rồi tính tiếp nhá.
Nhanh lên. Được. Đi. Tao đi. Nhớ để phần cho tao ấy nhá. Đi đi. Hết rượu rồi. Đừng có trách. Nhanh chứ chơi lên. Kế hoạch này mà thành hiện thực thì nó đỡ tới chứ. Thôi tranh thủ ăn đi, không nó về lại mất thêm phần nữa. Nhanh nhanh. Ăn. Mà mày, tao đã bảo là tao không uống đâu, mày cứ gọi sang làm gì? Ơ kìa, tao gọi mày sang đây có phải là uống rượu đâu mà sang đây ăn. Hôm nay có rất nhiều các món ngon. Món gì? Đây, có trứng gà, có thịt lợn, có rau dưa, đặc biệt có cả sung muối, cây nhà lá vườn, đích thân ta lên ta trèo ta ăn đấy. Ăn sung cho nó sướng. Thế đi, vào. Đi. Cái gì đâu. Đi. Mày sang đây. Ôi trời. Nó bảo rồi. Bảo cái gì? Tao mời sang đây làm cái có gì? Có gì đâu. Tao bảo mày sang đây là mày ăn chứ có bảo mày uống đâu. Ngồi cạnh thằng Tuấn đấy. Hai thằng ngồi lâu chưa? Vừa ngồi mà mày nhìn cái gì? Mày nhìn gì? Tao hứa với vợ tao là tao không uống nữa. Chúng mày đừng có mời. Mà tao bảo cho mày cách. Cách gì? Mà này, cứ uống vào. Tao hỏi đấy, thằng kia đâu bảo thịt lợn đâu? Trứng đâu? Thịt lợn đâu? Trứng ôi giời ơi. Thịt lợn ở đây. Nhưng hai thằng tao tẩn hết rồi. Hốc hết rồi. Còn mỗi cái này thôi. Mày uống vào. Ông tí nữa mày nhai cho tao rượu 5 quả sung này vào là nó bay hết mùi rượu. Mà về vợ mày nó không phát hiện ra đâu. Đúng rồi. Mà chắc gì vợ mày nó đã để ý chuyện mày uống rượu hay không uống rượu. Sao? Trời ơi. Thằng này nói đúng. Vợ mày nó không để ý gì cái chuyện mày có uống rượu hay không. Mày say hay không nó cũng mày này, cứ này, uống này, thoải này. Mái. Này, chúng mày có phải là vợ tao đâu. Mà chúng mày nói như thánh. Vợ tao nó rất quan tâm đến tao nhá. Từ những cái nhỏ nhất nhá. Từ giấc ngủ đến bữa ăn nhá. Ơi giời. Vợ mày nó quan tâm đến mày cũng không bằng bọn tao quan tâm đến mày. Đúng rồi. Bọn tao quan tâm đến mày tao mới biết là mày. Cơ tơ. Mày quan tâm chúng mày quan tâm cái kiểu này à. Trứng thịt chúng mày hốc sạch. Mày quan tâm cái gì? Thôi nó không nghe thì không thôi. Nghe thì thôi. Cái chuyện này quan trọng lắm mà mày không nghe thì thôi. Cái chuyện này là cái chuyện liên quan đến cả cái hạnh phúc của nhà mày. Nhưng mà thôi để là bọn tao, đây là tao nói cho chúng mày nghe nhá. Cấm tuyệt nhá. Hai đứa mày là không được nói ra bất cứ một cái chuyện gì nhá. Tất cả những chuyện anh em mình biết là không được nói ra. Nói ra thôi được rồi. Tao nghe mày tao sẽ không. Thôi nào rồi anh em mình không nói. Anh em mình chỉ uống rượu với nhau thôi. Từ chúng mày từ từ. Chúng mày có cái chuyện gì mà chúng mày cứ úp úp mở mở đấy. Bây giờ chúng mày không nói ra tao chẳng thèm uống đâu. Bạn bè với nhau thì có cái gì thì nói thẳng ra. Này, mà có nên nói không nhỉ? Nói làm gì? Không được nói những chuyện này ra. Đây, tao chỉ nói là tao biết là mày là dạo này là đầu mày có thấy khác không? Nó khác nào? Không, mày không thấy nó nhô nhô trên đầu. Sờ đi. Bình thường có đi đâu. Đấy, nếu mà sờ mà thấy thì nó đã không nên chuyện. Chúng mày không được nói ra những việc ấy. Nếu mà có nói ra thì mà thôi cũng không nên nói ra đâu. Tao nghĩ là thôi. Bởi vì nó cũng có thèm nghe đâu. Thằng kia, nó thằng kia. Bảo anh em mình không quan tâm đến nó. Đúng không? Thì thôi. Từ từ ra tao hỏi. Thì có chuyện gì chúng mày cứ nói ra. Trên đầu nó có cái gì chúng mày mới bảo. Để tao nói. Ừ. Cúi đầu xuống. Mày không thấy hai cái sừng bò này à? Cái gì? Không phải. Ấy à. Mắt mày nhìn làm sao mà tao đã bảo không nói ra rồi, đừng nói cái chuyện mà tao bảo không nói rồi nó ảnh hưởng. Vợ nó để cho nó mọc sừng không được nói ra. Cái thằng này nó ảnh rất ảnh hưởng đến nhà nó. Nếu mà nó biết vợ nó cắm sừng. Mày. Thôi. Cái gì? Tao có phải là dạng trâu bò đâu mà chúng mày bảo tao
mọc sừng cái gì. Thôi thế này, chúng mày cũng không biết truyền đạt. Tao nói như thế này một ít thôi để cho nó biết. Này, nghe nhá. Mày nói. Tức là thế này. Mày nói đi. Nhà thì về nó phải có nóc đúng không? Thế mà bây giờ trong nhà mày là bọn tao biết là cái người chỉ đạo gia đình là vợ mày đúng không? Đấy. Thế rồi là cái chuyện là cái mấy cái ông Phú ở làng bên mà sang mà gặp gỡ với trò chuyện với vợ mày là bọn tao có biết, nhưng mà rõ ràng là mày không biết có đúng không? Phú à? Ừ đúng rồi. Đấy, ừ, thôi thế rồi. Thôi, thế thôi. Thế thôi. Tao chỉ nói đến thế thôi. Để khéo nữa. Nó muốn nhiều quá mà. Tao chỉ nói đến thế thôi, còn vợ chồng mày phải tự tìm hiểu. Thôi thôi, thôi tao hiểu rồi. Chúng mày ý muốn nói là vợ tao lằng nhằng với mấy lão kia. Không, chúng tao có nói như thế đâu. Mày cứ hiểu. Tao chỉ biết là mày là có mọc sừng là thế thôi. Chứ còn gì không, tao không dám nói việc là vợ mày lằng nhằng mấy ông. Đây đây, tao xin phép uống với chúng mày. Rồi chúng mày có chuyện gì chúng mày nói cho tao. Bây giờ bạn bè mà chúng mày giấu như thế này là chúng mày làm khổ tao. Thôi được rồi, thế mà chúng mày có lỗi với tao. Thôi được rồi, xong mà tao nói mày mấy câu để tình bạn bè mình nói cho nó một nửa. Rồi bây giờ nhá, tao hỏi mày, cái dạo gần đây mày có thấy vợ mày mặc đẹp không? Thì cái chuyện mặc đẹp thì nó bình thường, bởi vì là tiền chúng mày đưa thì tao phải mua cho vợ tao nó mặc đẹp thôi. Đúng không? Nó mặc đẹp hơn bình thường đó. Nó thỉnh thoảng thấy nó cười tí ta tí tủ một mình đúng không? Có. Xong là nó rất hay đi ra bên ngoài đúng không? Đúng rồi, nó mặc đẹp thì nó phải ra bên ngoài. Không những nó đi ra bên ngoài mà nhiều khi mày còn không biết nó đi đâu đúng không? Nó đi ra ngoài thì cái việc của nó thì nhé, ta để đi. Thôi đấy. Bọn tao chỉ nói như thế thôi mà mày về là rất quát, mày không được nói với vợ mày là bọn tao nói như thế. Mày có cách nào đấy để mày hỏi vợ mày hay mày tìm hiểu vợ mày thôi nhá. Thôi. Tuyệt đối là mày không được bảo là chúng tao bảo vợ mày thôi thế, cho mày cái thế là được rồi thôi. Là như mày này này tôi uống vào mà lấy sĩ khí về này, mà này, nói chuyện với này, vợ nhá. Tôi hỏi lại chúng mày nhá, chân thành nhá, có chuyện thế thật à? Thôi bảo là mình đi tìm hiểu. Uống nốt đi này vào đi để mà lấy. Bây giờ mày uống đi. Chúng mày chỉ cần chúng mày nói là có hay không thôi. Tóm lại là chúng tao sẽ không nói gì nữa. Uống đi. Lấy sĩ khí mà về hỏi vợ mày. Chuyện vợ mày, mày hỏi vợ mày. Uống đi. Chỉ cần là mày đừng nói là bọn tao nói cho mày là mày bị mọc sừng là được. Thôi bọn tao coi như là bọn tao chưa nói gì. Uống đi mà lấy sĩ khí về nói chuyện với vợ. Đi về đi. Chúng mày nhớ nha. Chúng mày hứa nha. Coi như chúng mày đã nói nha. Này. Không, bạn bè cứ chân thành đi. Việc gì phải sợ nó. Vợ mày nhá, mà nó biết là chúng tao nói cho mày biết chuyện vừa rồi nhá, thì không bao giờ chúng tao nói tiếp cho mày nghe những chuyện bọn tao đã biết nữa nhá. Thôi đi về. Tao nói không mấy thằng Tuất này. Mày uống rượu. Mày này như tao nói. Đi về. Thằng Tuất này, riêng nó mà như thế nhá, tao về tao đuổi thằng cổ nó ấy được, chứ không có cái kiểu ấy được. Việc gì mày phải sợ, cứ tìm vợ tao tao chạy. Mày cứ bình tĩnh nhá, bình tĩnh đi mày nhá. Ơi riêng nhá, này một khi nhá, ơi uống ít thôi nhá, rượu của tao à, mày muốn biết rượu nhà tao rồi. Đi về nhá. Mày cứ bình tĩnh tìm hiểu đã nhá, đừng nóng vội. Chúng mày thấy chưa? Nhưng mà chưa được, chưa ăn thua. Mình mới kích nhẹ nhẹ thế này, vợ chồng chúng nó chưa thể tan nát được. Thế thì để kích thế nào? Thế mày nghe lời tao, mình phải chuẩn bị kế hoạch tiếp theo nhá. Ai vào đây, tao bảo đây.
Thằng ấy thông minh. Nào, kéo nó lên. Hai ba ra nào. Nào, nhấc cái ly lên nào. Hai ba. Em suốt ngày đi làm cày cấy thì mặc như thế này cho nó tiện bác ạ.
Tiện là ra được. Tôi nói cho cô biết nhé, đi ra đồng là việc của đi ra đồng, ăn mặc đẹp là việc của mình. Mình muốn mặc gì thì mình mặc, mình thích thì mình mặc thôi. Này, khổ thế, cái gì ăn mặc như này không được. Thế tôi bảo nhá, dạ. Thay đổi cách ăn mặc đi. Cô mà ăn mặc như thế này á, có ngày á, chú Ngao chú ấy bỏ cô đấy. Ôi, chồng ấy bỏ em, bỏ em đi ạ. Chứ còn gì nữa. Thế thì bác ơi, bác chỉ cho em với, bây giờ em phải mặc thế nào ạ? Mặc như thế nào ấy, thì hôm nay cứ đi sang nhà nội đi nhá. Dạ. Rồi ngày mai sang nhà tôi đưa đi mua mấy mảnh vải, may mấy bộ đồ mới, mặc cho nó đẹp. Ai lại mặc thế này? Hỏng. Nhưng mà bác ơi, mua đồ mới có đắt không ạ? Đắt? Hỏi cái cậu đắt không? Nghe cái cậu đắt không để đã thấy chán rồi. Này, tôi nói cho cô biết, đắt sắp trăm miếng. Cô muốn ăn mặc đẹp, cô phải bỏ tiền ra. Này, tôi nói cho cô biết, cô muốn mất một ít tiền hay là cô muốn mất chồng? Ôi trời, không, em không muốn mất chồng đâu bác ơi. Bác chỉ cho em với nhá. Chỉ nhá. Rồi, bây giờ đi sang nhà nội đi, mai sang nhà tôi, nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Rồi, bây giờ đi sang nhà nội đi. Thế thì em xin phép bác nhá. À này. Ô dạ. Nhớ chưa? Em nhớ rồi, ngày mai em sang nhà bác ạ. Không phải cái chuyện sang nhà tôi. Sang nhà tôi là cái chuyện đương nhiên rồi. Còn cái chuyện mà nó... Chuyện gì nữa ạ? Hơn cái chuyện đương nhiên đấy là cái chuyện... Chuyện gì? Em chả thấy có chuyện gì nữa cả. Chán thật đi. Khóc suốt từ nay đến giờ mà không nhớ. Nhớ là bảo với cả làng, đồn với cả làng là tôi hiền lắm. Ông gì? Rồi, em nhớ rồi. Em sẽ đi nói với cả làng rằng là ở cái làng này, sự thật ấy là bác Tuất gái suốt ngày bị bác Tuất trai đánh thôi ạ. Vâng, em đấy. Nhớ rồi ạ. Nhớ đi nhá. Em xin phép bác nhá. Vâng, đi. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, bình tĩnh nào. Tuất ơi! Tuất! Đây rồi. Đợt này về thì chết với tôi nhá. Cớm nhỉ? Trời đằng đây. Đất đằng đây. Nâng chén tiêu sầu càng thấy vui. Không biết làm sao uống rượu mà vui thế. Nào đâu. Này, đưa ra đây. Này, đứng đuôi ra. Đứng ra nhá. Đừng vào. Vợ tôi đấy à? Mình. Trời ơi, vợ tôi hôm nay xinh quá. Mặc cái áo trong màu lón chuối mà cái áo ngoài màu trắng đẹp quá. Mình đi đâu đấy? Không phải nịnh nhá. Không phải khen nhá. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu từ sáng đến giờ? Mình nói thế này. Tôi đi, mình sẽ nhìn xem. Bây giờ nó mới là tờ mờ chiều. Mà mình bảo tôi đi đâu từ sáng đến giờ? Đi đâu? Tờ mờ chiều có phải là gần tối không? Hả? Thì là nó đúng là gần tối rồi. Mà gần tối rồi từ sáng đến giờ có phải là cần một ngày không? Tôi đi có việc. Việc gì? Bé mồm tôi, mình đừng có nói to như thế. Làm gì mà tôi phải nói bé? Tôi là đi sang bên nhà thằng Đột. Có một việc rất là quan trọng mà tôi sang đấy là tôi thấy nhà nó không có ai nhà. Đấy thế. Không có ở nhà thì sao không đi về? Không về thế nào được. Tôi phải đợi bằng được vợ nó về. Tôi hỏi rất là thằng Đột nó đi đâu. Thế xong đến lúc mà thằng Đột nó đi đâu vợ nó không biết. Đúng đẳng lên xem nào. Liêu sao liêu siêu. Bà nói nhỏ nhất. Tôi nhắc là bà nói nhỏ. Đến lúc đừng Đột nó về. Nó xin phép vợ nó. Tôi với nó đi sang hẳn bên nhà thằng Tí. Đấy. Sang nhà thằng Tí làm gì? Thì xin phép vợ thằng Đột đi sang nhà thằng Tí có việc. Này, đấy nhá. Nhà thằng Đột. Nó còn biết đường nó xin phép vợ nó để mà đi. Ông đã bao giờ xin phép tôi chưa? Hả? Không phải là thằng Đột nó biết xin đâu. Là tôi xui nó là xin phép vợ nó cho đi đấy. Thế mà bà mình tôi kể chuyện bây giờ nó mới hay này. Đi sang nhà thằng Tí đấy
thì nghe nói đâu là nhà thằng Tí là nó đi ăn đám dỗ bên làm bên, nhưng không phải đâu. Anh em tôi sang đến nơi thì thấy vợ chồng thằng Tí vẫn ở nhà. Đấy, thế thì lúc ấy nó gần trưa rồi. Đi sang đến nhà thằng Tí là gần trưa rồi. Đi sang đến nhà thằng Tí? Chỉ có mỗi cái việc mà lanh qua lanh quanh đi sang nhà thằng Tí, thằng Tẹo, thằng Đần gì. Đi sang đấy làm cái gì? Rồi ôi, có việc quan trọng, ba anh em định bàn với nhau nhưng mà chưa kịp nói chuyện gì thì lúc ấy gần trưa rồi. Rồi nhà đồ ăn đồ uống quá. Tập trung vào xem là câu chuyện nào. Thì là gần trưa rồi thì là ba anh em đàn ông chúng tôi là vào việc thôi. À, thì là uống rượu đúng không? Ấy, uống rượu đúng không? Thì uống rượu thôi. À, việc rượu nhá. Đấy nhá, mồm mông nói nhá. Rượu đúng không? À, nói với tôi vào. Khoan. Khoan cái gì? Bé mồm tôi. Bé mồm. Đây không nói to, đây giữa đường xá này nói to, đây là cả làng người ta biết thì sao là. Điên như thế rồi mà nó bắt nói nhỏ. Tôi làm sao mà nói nhỏ được? Đi về bà. Mẹ đi. À, là nếu không ai tôi bảo này. Bảo cái này. Nếu mà đuổi theo tiếp con đường này thì lại đi sang nhà thằng Tí. Chắc cái lúc bình thường không tỉnh táo ra đi à? Suốt cái rượu với trẻ. Mình ơi! Ồ, này đi đâu rồi? Đấy, đúng rồi. Người ta đồn mà bạn bè của mình không phải cho nó kích đều đâu. Mà nó nói thật đấy, bạn chí cốt thì không bao giờ nó nói sai. À, thì ra là đúng như vậy rồi. Kinh thật đấy. Cứ tưởng thế nào, đúng là cuộc đời sao quá bất công. Tưởng là chuyên chính lại không ra gì. Về đây. Ở đây rồi. Mình đi đâu về đây? Ô kìa. Mình mình nhìn em cái nào? Im mồm. Câm. Nín. Không nói gì. Vừa đi đâu về? Tôi hỏi vừa đi đâu về? Hả? Nói. Thì mình bảo em câm mồm, im, không nói gì. Thì em chẳng không nói. À, bây giờ là có cái thói là chống đối như thế này chắc chắn là có thật rồi. Có gì hả Minh? À, lại còn ngây ngô với tôi à? Có gì hả Minh à? Bây giờ nghe tôi hỏi đây, trả lời thật thà, nghe chưa? Mình hỏi đi, em đang rửa tay nghe mình đây. Ừ. Ăn ở sống với cái thằng đấy bao nhiêu thời gian rồi? Mình ơi, thằng nào ạ? À, còn giả vờ, giả vịt à. Cái thằng này cho tôi bây giờ sừng nó mọc dài như thế này này. Cả lang cả tổng bây giờ người ta nhìn thấy hết rồi. Người ta đồn, nói chung là tí mẹ hết rồi. Ôi mình ơi, mình là người chứ không phải là trâu bò đâu mà có sừng được ạ. Đến nước này này còn như thế này là, hả? Thôi nha, đến giờ phút này nha, tôi không còn gì để nói với mình nữa nhá. Ôi mình tôi ơi, tôi quá buồn rồi. Mình ơi, mình phải tin em chứ mình ơi. Thằng sừng. Mình. Trời ơi. Mình ơi. Quái lạ nhỉ, con vợ mình nó đi đâu nhỉ? Tôi chết rồi, bây giờ không biết làm thế nào đây. Hôm nay lỡ mạnh mồm nói to với chúng nó, lại còn mời chúng nó đến nhà chơi. Thế mà mai nó đến nhà mình chơi, con vợ mình nó điên lên, nó chửi, nó vùi, nó dập mình thì nhục lắm.
Ui dồi ui, khổ cái thân tôi chưa. Tự nhiên hôm nay lại mạnh mồm, lại quát tâm ý là kiểu tao mở vợ tao là thế này. Làm thế nào bây giờ không biết. Thôi được rồi, mình cứ liều. Xin thử một lần. Nếu mà được thì ngày mai mình phải oai, phải bằng biết thì chứ. Ui dồi ui, Mình cái gì? Mình... Lầm bầm cái gì đấy? Hả? Không, tôi có lẩm bẩm cái gì đâu. À, đừng tưởng là tao không biết nhá. Ấy... Lại nói xấu tôi đúng không? Đâu, tôi có nói xấu gì mình đâu. Tối hôm qua, ông nằm ngủ mơ nhá, tôi nghe hết cả rồi. Khổ quá, đấy lại nói giấc mơ tôi kể cho mình nghe. Tối hôm qua tôi nằm mơ là tôi đánh mấy cái thằng bạn tôi vì cái tội là về nhà là quát nạt rồi đánh vợ. Tôi không được đánh vợ như thế. Vợ mình quát nạt là mình phải nghe. Thế nhưng mình như thế chứ thì... Có thật không? Thật. Rồi ôi, vợ tôi xinh đẹp như thế này. Quát nạt tôi một tí thì có làm sao? Thôi, mình ngồi đây. Trời ơi, thế nào? Thế mình đã ăn uống gì chưa? Ăn uống cái gì? Rồi. Con đỡ mỏi đây, hơn dưới chưa? Này. À dưới này ạ. Đây đi. Thế mình đã ăn uống gì chưa? Ăn uống cái gì? Chờ mãi không có về đâu mà ăn mới chẳng uống. Thôi này làm gì mà nóng tính thế. Đấy đã bảo chỗ này rồi. Đây chỗ này. Đúng rồi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi. Mà này. Hả? À? Tôi nghi lắm nhá. Hả? À? Tự nhiên hôm nay ngoan thế hả? Lại còn về sớm. Còn đấm lưng cho vợ. Nịnh vợ. Khen vợ. Nghi lắm. Chắc chắn là có vấn đề. Có chuyện gì đâu. Ông lại làm gì sai đúng không? Không, tôi không có chuyện gì sai cả. Khổ quá, bà lúc nào cũng thế thôi. Chả là như thế này là tôi đang có cái chuyện này là tôi định đề đạt với bà. Nhưng mà có khi thôi cũng được. Thôi để đấm lưng. Nói đi. Thôi được rồi, cứ để tôi đấm lưng, vừa đấm thì tôi vừa nói. Tôi biết rồi. Cái chỗ này đau lưng như gì. Một tháng là phải đấm lưng ở chỗ này vài lần như gì. Đấy, vợ tôi lại không biết. Thế hay là tối nay nhá. Không lấy đau lưng nhưng mà tối. Thôi được rồi, tôi cho mình nợ nhé. Chả là đang định nói cái chuyện này vui, định nói với vợ thôi. Là hôm nay đi gặp mấy cái thằng bạn đấy. Nó lại cứ điều ra tiếng vào, nó nói mình. Tôi mới điên ruột, tôi cãi nhau với nó đấy chị. Nó nói tôi làm sao? Khổ quá, cứ bình tĩnh. Tôi không định nói đâu, nhưng mà nếu mà mình muốn nghe thì tôi nói. Chứ chẳng muốn nghe thì sao? Nói đi xem nào. Nó dám bảo mình là đanh đá, rồi là ghê gớm, rồi là bắt nạt chồng con, rồi là... Đấy. Hả? Nó dám nói tôi ghê gớm đanh đá? Hả? Không, mình thì mình... Tôi biết là mình không ghê gớm, chỉ đanh đá ghê gớm với tôi thôi. Thế nhưng mà khổ lần ấy, nó có tai, có tiếng như thế. Tôi phải đấu tranh, tôi quyết liệt, tôi cãi nhau, chúng nó đến cùng, chứ tí đánh nhau đi chứ. Này, tưởng đùa đâu. Ừ, chứ tôi mới về, tôi nói với mình. Tôi mới điên ruột, tôi bảo mai chúng mày sang nhà tao mà xem. Xem là vợ tao có phải là người ngoan hiền như thế, thế này, như thế kia không? Tôi là như này. Ở nhà mà vợ có quát tôi, mắng tôi, chửi tôi thế nào cũng được. Mình là vợ, mình chửi, mình đánh thì tôi chịu chứ sao. Thế nhưng thì... mà tôi không chịu được là cái chuyện là làng xóm, rồi là tai tiếng này kia. Đấy, mình cái chuyện gì mà mình cứ ầm ĩ ở đây thì sao? Thế tôi hỏi ông nhá, tại sao tôi lại ầm ĩ hả? Tại ai? Thì tại tôi. Tôi hay đi uống rượu. Tôi hay đi đánh bài. Đấy. Tôi hay đi về muộn. Thấy chưa? Tại ông ấy mang tiếng xấu cho tôi. Thế cho nên là tôi là muốn là lấy lại cái hình ảnh thật là đẹp của mình. Cái tính nét nó mịn màng của mình. Này, mai nó sang đây nhá. Vợ giúp tôi một lần thôi, để chúng nó biết thế nào là vợ là người ngoan hiền dịu dàng, để cho nó cái tiếng thơm nó đồn khắp làng, là từ nay trở đi không ai ta dám nói mình như thế nữa. Còn xong ở nhà mình đối xử với mình thì với tôi thế nào cũng được nhá. Thế giúp kiểu gì? Là giúp là này, tao nói cho mày biết nha, mày không được vênh cái tôi đấy rồi. Nói thế à? Ăn nói thế à? Đấy thì tôi nói là đấy, tôi xin mình là một ngày mai thôi, để cho tôi được
thể hiện tôi oai một tí, để tôi được làm nóc nhà một tí, để cho chúng nó sợ thôi, chứ không phải là tôi bảo là từ nay trở đi tôi sẽ như thế nhá, để lấy lại hình ảnh của mình. Rồi ôi, tôi lại đấm lưng bóp vai cho Hoa chỉ một ngày mai thôi. Tôi bảo gì vợ cũng nghe tôi, một hôm thôi là chúng nó phải sợ ngay nhá. Này, nhưng mà liệu là chúng nó có nói ra bên ngoài là tôi ngoan hiền không nhỉ? Nghĩ chứ còn gì nữa. Sau khi tôi quát mắng mình thì nó sẽ đi, nó kể khắp nơi là vợ thằng Tuất là rất là ngoan, rất là sợ chồng. Như thế là tiếng lành đồn xa, tiếng thơm đồn khắp làng nhá. Được không? Chiều tôi một lần thôi. Nhớ mình nhá. Thôi được rồi. Để tôi nghĩ đã. Nghĩ đi, đêm nay nghĩ. Bây giờ đi ngủ nhá. Nào, đi ngủ rồi. Nắm à. Đâu rồi, đâu rồi? Ơ hay vậy, gọi đâu rồi? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Hả? Cái gì mà sột sột lên đấy? Mình không nhớ là hôm qua tôi đã xin mình rồi. Hôm nay tôi có gọi bạn bè đến đây bàn công chuyện. Tôi xin mình một hôm thôi, một lần thôi, để cho tôi được quát nạt, tôi được thể hiện với bạn bè tôi. Thế mà tôi gọi thế mình thì như thế nào? Thể hiện cái gì? Thể hiện thì khi nào bạn ông đến đây rồi thể hiện? Đã đến đâu? Nhưng mà cơ mà khổ, đây là phải tập trước. Vì bao nhiêu năm nay tôi chịu cái sự đè nén của bà rồi. Thế bây giờ tôi phải tập trước, chứ nhỡ tí nữa mà không đủ cái sự oai vệ, không đủ cái độ hoành tráng thì làm sao mà các bạn tôi nó nể tôi, nó sợ tôi được. Thôi. Được rồi, đến lúc đấy thì rồi tính, không phải tập. Thôi, tập lại một lần, tập lại. Mình vào đây, tập lại. Rồi, rách việc. Tôi gọi phát là ra phải dịu dàng luôn nhá. Rồi, bắt đầu. À! Đâu rồi? Dạ. Dạ, tôi bảo đây, mang cái dạ ra đây. Dạ. Ui giời, sao lại dạ khô thế? Mình phải dạ nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng một tí. Nhẹ nhàng à? Lại cho tủ lòng. Dạ. Thì tôi gọi luôn đi, mất thời gian. Thôi. Đâu rồi? Dạ, tôi bảo đây. Dạ. Mình cho gọi em ạ. À. Tôi gọi ra đây. Dạ. Được chứ? Được cái gì mà được? Ra chồng gọi mà cái mặt cứ Trời ơi, là sao mà đau thế hả? Quá đi. Ôi trời ơi, thoạt bố rồi. Bà phải biết như này, như thế nó mới thể hiện được cái sự oai vệ của tôi. Khi tôi beo tai, tôi sẽ beo nhẹ. Thì bà xong một cái thì bà vẫn cứ phải gì rồi. Ui mình ơi, sao mình lại làm thế với em? Mình bảo thì mẹo nhẹ nhẹ thôi. Mẹo đau như thế ai mà chịu được? Thôi lại. Ai à, đau quá. Tôi đi sát rồi. Ra chồng gọi ra đây, không để bảo công ở việc. Mà mặt cứ cưng. Mình ơi, em xin mình. Mình cho gọi em ạ. Nhà cửa nó dọn ràng, nó gọn vào nhá. Dạ. Rút cái dâm cái cho trâu ăn chưa? Mấy con lợn chăm chút đến đâu rồi? Dạ. Gà vịt thì gọn gàng nhá, rồi chuẩn bị đi chợ. Mua đồ về đây để cho anh em tôi nhậu rõ chưa? Dạ rồi ạ. Ừ đấy. Được chưa? Ngoan, thế là được rồi. Không, nhớ nhá, tôi có đàn áp thế nào thì cũng phải chịu nhá. Để cho tôi oai một hôm với bạn bè tôi nhá. Một hôm đi đấy nhá. Rồi. Đúng một hôm đấy. Rồi, đi thôi, đi vào trong. Ây da, có 8.000 cái đau quá. Hôm nay mấy thằng đến á, biết thế nào là nhanh cái chân lắm. Đâu? Sao chân mày ngắn mà mày đi nhanh thế? À, cỗ mày nị, cỗ đâu? Cỗ bản thế nào rồi? Cỗ bản chỉ ăn là nhanh. Sang đây là chỉ ăn chứ sang đây làm gì? Từ tao hỏi chuyện đến đâu rồi? Ui giời ơi, chuyện nó là thằng này nói đi. Để viết cái việc của tao.
tao sang nhà thằng Ngao rồi. Tao thấy hai vợ chồng chúng nó, úi dồi ôi, cãi nhau ủm xoẻng lên rồi. Đúng như kế hoạch. Được rồi, cứ chuẩn như thế là được rồi. Thế chúng mày đã bảo nó là tí nữa xong có việc gì thì sang đây chưa? Anh em có rau, có cháo ăn cháo, đồng cam cộng khổ đã bảo chưa? Bảo rồi, yên tâm tí nữa nó sang. Phải kích động tiếp, phải để cho thằng Ngao lầy lú luôn. Thấy chưa? Nữa chứ, không thì làm sao mà nó tan cửa nát nhà được. Làm sao mà trả được cái mối thù nó ăn của mình 15 đồng. Tao thấy vợ chồng chúng nó cãi nhau to lắm rồi. Chưa thua. Nữa, tí nữa nó mới sang đây nhá. Thì nửa đấm nửa xoa. Đấy, tao mà xoa thì chúng mày đấm mạnh lên. Được. Mà tao đấm mạnh rồi thì chúng mày phải xoa. Nhưng để làm sao cho nó lú lẫn rồi nó lại về vợ chồng nó quánh nhau tiếp, hiểu chưa? Rồi, còn bây giờ trong lúc chờ đợi này để tao gọi vợ tao ra nó phục vụ anh em nhà mình nhá. Thế là được chén rồi đấy ạ. Ừ, rồi. Nhanh. Rồi, đấy. Đâu rồi? Ui dồi ôi. Này. Gọi vợ như thế á? Gọi vợ thế này á? Ôi, ngày nào tao chờ gọi vợ tao như thế? Ngoài thế? Nhà nó phải có nóc chứ lì. Vợ tao mà tao bảo một cái là phải nghe ngay. Tao bảo làm cái gì làm cái đấy. Thế đâu như vợ chúng mày. Ô hay. Đâu rồi? Ui dồi. Dạ. Ngưỡng mộ quá. Ra đây xem nào, mang cái dạ ra đây. Dạ, mình cho gọi em à. Xong ngủ cái kiểu đấy nhá. Chồng gọi là một đến câu thứ hai, câu thứ ba mới thưa thế nhá. Dạ vâng ạ, em xin lỗi mình ạ. À, cái mồm mày để đâu? Hả? Dạ. Cái mồm mày để đâu? Dạ. Mày đã nhìn thấy ai chưa? Mày nhìn thấy các bác ở đây chưa mà mồm mình cứ câm như hến nhỉ? Dạ. Em chào hai bác ạ. Chào hai bác. Thôi, được rồi. Chào từng bác một. Dạ, em chào bác ạ. Em chào bác ạ. Thế mày cứ loanh quanh ở dưới bếp làm gì? Dạ. Thì các bác đến đây mà đang ta phải đôn đả mà ra ngay. Thế là nhà cửa dọn dẹp xong chưa? Em dọn xong rồi ạ. Em đang nấu cám lợn ở dưới bếp. Nào ngẩng cái mặt lên, đứng thẳng lên, cười tươi cho xem nào. Đấy, nó phải như thế chứ. Dạ, mình cho gọi em có việc gì ạ? Tôi gọi cô lên đây là có việc như thế này. Dạ. Hôm nay là nhà mình có việc, cô hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Tôi chưa nói trước với cô nhưng mà nhìn thấy có khách khứa đến là nhà có việc rồi. Mà nhà có việc thì phải làm gì? À, nhà có việc thì... À, thì phải sắp cỗ ạ. Ờ, sắp cỗ, đúng rồi. Dạ vâng. Thì hôm nay chuẩn bị rượu ngon. Mua thịt ngon vào đây, mang gái đẹp vào đây cho tao. Tôi nói thế cho nó ấy thôi. Là rượu ngon, thịt ngon mang về để cho chúng tôi nhậu, cô biết chưa? À, dạ vâng ạ. Ô, thế con đứng nghỉ ở đây à? Dạ. Đi chợ. Đi chợ ạ? Ờ. Nhưng mà em không có tiền ạ. Cô chắc lại không có tiền, cô là vợ ở trong nhà. Tiền cô không có, cô không bảo tôi để tôi đưa cho cô. Nhà lại tiền từ xưa đến giờ tôi đâu có nhìn thấy cái đồng tiền nào đâu. Lúc nào tôi đưa hết cho cô mà hết cô không bảo tôi là như thế. Mình ơi! Thôi, bình tĩnh. Làm gì mà diễn sâu đấy? Tự nhiên hỏi tiền nó nghĩa phải bảo đưa tôi trước, đưa cho tôi lại. Lần nào mà tôi bảo ông đi chợ, ông chả bảo tôi đưa tiền cho còn gì nữa. Thế bây giờ tôi đóng thế thôi. Này, dạ. Hết tiền thì đi mượn hàng xóm nhá. Dạ. Không được phép hỏi tôi nửa câu là có tiền hay không. Dạ, vâng ạ. Bây giờ ngay lập tức đi luôn. Nha, mượn tiền mua thịt mua rượu ở đấy nhanh. Dạ vâng ạ. Chân này, đi. Dạ vâng. Đừng lại đi. Mày lại định đi qua mặt các bác à? Dạ. Mày vòng ra đằng sau mày đi chứ mày đi qua mặt các bác. Dạ vâng ạ. Vòng ra đằng sau. Vâng ạ. Mày muốn ông táng cho mày một phát tiền tiền đẻ bây giờ. Bình tĩnh. Dạ. Em chào hai bác em đi. Ngày. Hoài thế. Hoài quá. Hoài hùng quá. Chuyển bài cho ngày là ngày, không cả ngày nó nghe thấy tiếng vợ nó phát là co rúm lại ngay. Ừ, nhà nó phải có lóc kia. Dạy vợ nó phải dạy như thế, hiểu chưa? Nói một câu là nó phải nghe một câu, đánh một cái là nó chỉ biết cắm đầu nó chịu. Chứ nó cứ để như vùng lên như vợ các ông thì vứt đi nhá. Vứt đi nghe chưa? Dưới mặt mày mới về mày xem lại, mày cũng sợ vợ thì cứ cười ai. Thôi, đó cứ chuẩn bị tinh thần. Cái gì nhỉ? Có tiếng lợn này. Đông nuôi lợn. Nhà nuôi lợn à? Nhưng mà cô không, nhà tôi có nuôi lợn đâu, chỉ nuôi gà, nuôi trâu, nuôi bò thôi mà.
Ôi trời ơi. Sao đấy? Sao ông khóc mà nghe cứ như là tiếng lợn kêu thế? Ôi Ngào ơi, này, sao mày ạ? Nhục nhã quá chú mày. Thôi được rồi, có chuyện gì cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã. Ngồi xuống đây. Ngồi đây xem nào. Có chuyện gì? Nào, có chuyện gì? Nào, ngồi vào đây tôi xem. Có chuyện gì mà nhục nhã? Y như lời chúng mày nói luôn. Không sai một tí nào. Thế à? Mới đầu tao lại tưởng là chúng mày là kích bác mấy cả trêu ta thôi. Giỏi. Ôi sao bạn lại nói là chúng tôi kích bác trêu bạn, chuyện quan trọng như thế. Thế mà về về y như thế luôn. Y thế là như thế nào? Đó nha. Suốt ngày nó phấn phấn son son. Thế có đúng là nó lúc nào cũng quần là áo lượt xong đi ra ngoài? Có, nó thay liên tục. Có khi nào thấy nó ở trong bếp cười tủm tỉm của mình không? Có cả đấy luôn. Quá, tôi đấy. Toàn những chả là anh em chúng tôi nhìn vào thì mới thấy bạn mọc sừng trên đầu bạn, bạn làm sao mà nhìn thấy được? Làm sao được? Khổ thế, chứ lại thế còn cái biểu hiện gì nữa? Nó có hay cáu gắt, nó có hay ngúng ngoang ngúng ngoẩy? Có những cái đấy. Trời chết rồi. Không tin lại nghi ngờ bạn. Bạn bè chơi với nhau là phải muốn tốt, những cái gì tốt đẹp nhất chứ. Thôi. Chúng mày nói ít thôi. Bây giờ ta đang tìm cái hướng giải quyết cho nó là cái chuyện vợ chồng êm ấm. Tuy rằng nó có đi ra ngoài, nó có lăng nhăng với cái ông lang này, ông Lý nọ. Nhưng mà bây giờ chúng mày nghĩ mà xem ở cái làng này, vợ chúng mày, vợ tao có vợ ai đẹp bằng vợ thằng Ngao không? Có ai đẹp bằng vợ nó không? Thế bởi cho nên là như thế này, mình thôi ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhịn đi, giữ được cái hạnh phúc gia đình thôi, cố gắng mà sống nó đến cuối đời. Còn đâu đầu mọc sừng thì mình cứ mài dần đi cũng được. Này, không được. Sao lại không được? Cái kiểu đấy nhá, là phải gạo đầu, bùi vôi, rồi thả trôi sông luôn. Sao lại làm? Sao lại của mình, là phải của mình chứ. Ác quá. Thế là như thế nào? Thế như nào? Nếu mà vợ tao mà thế nhá. Nhẹ nhàng thôi, trói nó vào. Để mấy bó củi xung quanh cho mùi lửa. Cái thằng này đánh mày trận như thế mày ác hơn tao. Hai cái thằng này chúng mày ác nó vừa thôi. Có phải tự nhiên mà lấy được một cái người vợ xinh đẹp như thế đâu. Mà bây giờ nhớ tôi rất là lo, thương ông lắm. Bây giờ ông về ông có chuyện gì xung đột đánh nhau với vợ. Rồi nó tức lên rồi nó bỏ đi, rồi nó không kéo, rồi nó lại đầu độc ông chết ra đấy thì chúng tôi mất bạn à. Chúng mày là không được như thế nhá. Đời tỏ nhà ai thì vợ chồng nó đi tằng tịu ngoài một tí thì cũng làm sao. Nó đi nhăng nhít với ông lang bà không được thì làm sao mà không được. Nhịn đi bạn ạ. Thôi đừng có đánh nhau, đừng có chửi nhau rồi tan nát cửa nhà nhá. Tao nói thật, tao cứ nghĩ là nó ôm mất mấy cái thằng lang thằng chánh rồi thằng phú thằng kia kìa là tao tức lắm. Đúng, tao không chịu được. Cái kiểu đấy là không thể chịu được. Tao cũng không chịu bây được. Giờ của là mình là phải giữ cho mình, đúng không? Không thể chia sẻ cho ai hết. Bây giờ là các ông phải bình tĩnh. Bây giờ là thương cái thằng Ngao này. Vợ nó xinh đẹp như thế mà bây giờ ầm làng ầm nước rồi tan nát cửa nhà. Cố gắng mà giữ lại hạnh phúc, cứ nhịn đi. Vợ nó đi với trai một tí cũng được, nó yên ấm cửa nhà sống nốt quãng đời còn lại nhá. Mày nói một người đấy, vợ nó đi với trai một tí cũng được. Vợ mày đi với trai một tí mày chịu không? Tôi thì tôi không chịu được rồi. Con vợ tôi mà đi với trai tôi đập chết ngay. Phải tôi cũng không chịu được. Tôi cạo đầu bôi vôi ngay. Đa thế nhỉ? Lành làm gáo vỡ là mùi. Tôi về tôi trị cho con này. Tôi đuổi ra khỏi nhà. Không, mọi người đừng có can. Riêng con này. Ấy, cái ghế nhà tôi để lại. Ghế nhà nó. Riêng con này. Nhớ giữ mình nhá. Này, bình tĩnh nhá. Đúng rồi. Tham thì tham nhất làng. Nhưng mà đánh nhau với vợ lại còn đi vơ cái ghế nhà mình về. Đấy, ghế nhà ông đây. Các ông thấy tôi kinh khủng chưa? Cao kiến của tôi ác liệt chưa? Các ông đáng nghĩa lần sau các ông quyết liệt nó lên. Bay mà tôi xoa nhẹ nhàng nhưng mà thế là được rồi. Này, nó mạnh hơn nữa. Ê, này, đáng đời. Về, đáng đời cái tội ăn của anh em mười mấy đồng. Mười lăm đồng đấy. Bây giờ tiền này mình không dễ đâu. Thôi. Bây giờ cứ ngồi đây chờ tin chiến thắng. Con vợ tôi nó mang đồ ăn đồ uống về. Anh em mình đánh chén làm ngất tần mây. Con vợ tôi thì không biết rồi đấy. Có uống đến tận sáng mai thì cũng được. Tin chiến thắng. Này. Xong là đi
tiểu lầu nhá. Được rồi, cứ tiểu xong rồi lầu nhá. Đẹp nhỉ, xinh nhỉ. Ai đấy? Mình à? Rõ ràng là tiếng nhà mình mà lại... Chắc là ai trêu. Ông đi ăn cỗ từ sáng cơ mà. Phải rồi. Ôi giời mình, tôi đi ăn cỗ để cho cô ở nhà, cô ăn dai đúng không? Mình sao mình lại trốn ở trong đấy? Nhưng mà mình hay thật đấy, suốt ngày thì chẳng ăn dai thì ăn cái gì ở đây? Mình lại thế rồi đấy. Tôi nó nào chả thế mà tôi thế từ lâu rồi, từ cái ngày cô cho tôi cắm sừng. Bây giờ nó dài như thế nào cô biết đấy. Em không có lời nào nói với mình đâu đấy. Nhục nhã lắm. Mình mà cứ thế này em không biết sống thế nào đâu. Ôi giời ơi, sống thế nào? Cái người nói câu đấy phải là tôi. Bây giờ tôi biết sống thế nào? Tất cả nó đều là vô nghĩa hết. Tôi đi ra đường, đến chỗ nào người ta cũng nhìn tôi với con mắt rẻ bỉu, khinh thường. Người ta nghĩ rằng tôi hèn mạt, cho nên vợ nó mới chán, nó bỏ đi theo rai. Vợ chồng với nhau mà mình còn không tin em, lại cứ đi tin mấy cái người bạn chí cốt của mình ý. Tin gì? Tin gì nữa? Suốt ngày mồm cô chân chết là cô thương tôi. Cô bảo là cuộc đời này chỉ có tôi mới là người đem lại hạnh phúc cho cô. Thế mà cuối cùng cô đi theo người ta. Thế đến với người ta cô cũng nói như thế, đúng không? Thôi mình đừng suy diễn nữa. Mình uống nước đi. Uống nước đi xong rồi có gì vợ chồng nói chuyện với nhau. Mình nhá. Mình uống bác. Ôi ôi, sao tôi khổ thế này? Mà cái gì đây? Cái gì đây? Dạ, nước ạ. Ừ, nước. Nước đúng không? Vâng ạ. Nước mà còn có cả sâu à? À, đúng rồi. Cô nghĩ tôi chỉ là con sâu con bọ, cho nên cô mới chán để cô theo đuổi mấy con trâu con chó, có đúng không? Mình làm sao thế nhở? Sâu đâu mà sâu? Sâu đây, nó sờ sờ ra đây. Mình cứ như thế này thì em biết sống kiểu gì? Cô chỉ chờ tôi như thế này để cô đi với thằng kia đúng không? Tôi chả cần nhá. Tốt nhất đừng nói gì với tôi. Cô đi đi để cho tôi yên. Cô cút đi. Cút khỏi nhà tôi. Mình quá với em rồi đấy. Ừ, tôi quá. Còn hơn cái loại đàn bà năng loàn, loại đàn bà khốn nạn, loại đàn bà đi mới dai, cắm sừng chồng. Cái loại đấy, đây không cần thiết. Tốt nhất là cô cút khỏi cuộc đời tôi, cút khỏi cái nhà này. Cút đi. Đã đến nước này thì tôi không thể sống ở đây được nữa. Không sống à? Không sống được. Cút. Được, tôi đi. Tôi đi. Đúng là cuộc đời sao quá đắng cay. Tại sao lại có cái ngày hôm nay vợ tôi đã sống trên này? Trời ơi, sao lại cái kiếp đoạn này thân tôi.
Sao tôi khổ thế này? Cái búp chè chứ có phải con sâu đâu. Thế mà tôi lại đổ oan cho cô ấy là cô ấy bỏ sâu vào để hại tôi. Thôi chết rồi, tôi nghĩ oan cho vợ tôi rồi. Tôi nghĩ oan cho vợ tôi rồi. Mình ơi, anh sai rồi. Anh nghĩ oan cho mình rồi. Mình ở đâu? Tôi đi tìm mình đây. Mình ơi, tôi đi tìm mình đây. Mình ơi, mình đâu rồi? Mình ơi, mình ơi, mình đâu rồi? Ôi, mình đâu rồi? Mình đâu rồi? Mình ơi, mình ơi, ôi, mình ơi, trời ơi, mình ở đâu rồi? Mình ơi, sao mình bỏ tôi đi đâu rồi à? Mình ơi, ôi trời, đôi guốc của mình, tôi chết rồi. Mình ơi, ôi, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Mình ơi, sao mình lại chọn cái chết như thế này? Mình ơi, tôi sai rồi. Mình đi rồi thì tôi còn thiết sống làm gì nữa à? Mình ơi, tôi biết tôi sai rồi. Mình ơi, tôi sai rồi. Mình ơi. Mình ơi, mình. Ồ. Ồ. Em đây mà mình ơi. Ôi. Thế mà tôi cứ tưởng là mình chôn mình xuống đây rồi. Ôi trời, ôi thì hóa ra là mình chỉ mong em chôn mình xuống đấy thôi à? Đừng nghĩ thế. Sao cái nghĩ sai cho tôi thế? Tôi có muốn mình chết đâu. Tôi tưởng mình chết rồi. Lúc này tôi hoang mang tột độ đấy. Bây giờ mình vẫn còn đây. Tôi mừng quá mình ạ. Tôi mừng quá. Tôi mừng quá. Tôi biết tôi sai rồi. Từ giờ tôi sẽ nghe mình. Mình đi quốc vào. Đây. Tôi không đi. Đi vào. Khổ lắm. Tôi sai rồi mà. Bây giờ mình nói gì tôi nghe đấy. Nhá. Đấy, mình thấy không? Em đã bảo với mình rồi, chọn bạn mà chơi. Mình xem, từ xưa các cụ đã nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Mình phải chọn những người bạn tốt. Tôi ngu quá cho nên là tôi đẩy mình vào cái tình cảnh nó trớ trêu như thế này. Thương mình lắm chứ. Mình có biết những câu nói của mình đã khiến tôi tổn thương, đau lòng đến thế nào không? Kìa mình, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sai. Bây giờ tôi hứa với mình là tôi sẽ không bao giờ đi uống rượu. Và tôi cũng hứa với mình là tôi không nghe kẻ xấu nó xúi bày rồi là để cho tôi nghĩ sai về mình như trước. Mình hứa đấy nhá. Tôi hứa. Mình ơi, ai như là vợ chồng nhà bác Tuất ấy. Làm sao cái gì? Tôi mang tiền bán đàn lợn lái đi cho gái. Có đòi được không? Đòi cái gì? Đòi được thì nó đã không đuổi đánh thế kia. Đòi đòi cái gái ở đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bác gái ơi, từ từ nhẹ tay thôi. Vợ chồng thì có gì đóng cửa bảo nhau nhá. Mình. Đấy, mình thấy không? Vợ chồng với nhau ấy là phải thật thà, gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ. Có gì bảo nhau thì mới có thể hạnh phúc được. Tôi biết rồi mình ạ. Mình hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Câu ấy ân sinh ngợi cả suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi miếng, đừng có phụ tình nhau. Thôi, sắp Tết rồi, vợ chồng mình cùng đi sắm Tết nhá.
con. Trời ơi, cái ông kia rảo cái chân lên, rảo cái chân lên. Không, đằng nào trở về nhà ngoại, làm gì mà sốt sắng thế? Tôi chả sốt sắng thì sao? Cả năm trời bây giờ gần đến Tết tôi mới được về thăm thầy bù tôi đấy. Tôi có cấm mình đâu, tại vì mình tham công tiếc việc, mình không về thăm ông bà đấy chứ. Thế tôi mà không tham công tiếc việc thì cả cái nhà này lấy cái gì bỏ vào mồm. Mà tôi bảo ông này, mấy năm trước ấy, thằng cu tí nhà mình nó còn nhỏ, mình còn giấu được. Bây giờ nó lớn rồi, có giấu được thầy bu không? Thằng như tôi cứ nói thẳng cho ông bà biết, dù nó có bị câm, nó vẫn là cháu của ông bà, giấu mãi làm sao được. Thế nhưng mà thôi được rồi, thế tôi cứ nghe theo mình nhá. Cứ nói cho ông bà. Thôi, trời sắp tối rồi, về nhanh cả muộn. Vâng ạ. Đi. Dạ, con chào ông ạ. Chào ông ạ. Thế vợ chồng chị Hồng anh Đỏ cho con về thăm ngoại đấy hả? Dạ vâng ạ, sắp Tết rồi vợ chồng con dẫn cu tí về thăm ông bà ngoại ạ. Thằng này lớn thế này, thế mày nhìn thấy ông không chào hả? Dạ, xuống đi con. Dạ thưa ông, cháu nhỏ con lớn như thế này, nhưng mà nó bị cái tật, vẫn chưa nói được ông ạ. Ồ, hả? Ôi nồi ôi, to như thế này mà không biết nói à? Đẹp đai mà chậm nói thì nè. Cháu nhỏ con chậm nói nhưng mà nó thông minh lắm. Thế à? Bảo cái gì nó cũng biết, lại thính nữa. Con chào ông đi. Ôi trời ơi, cái thằng này hôm nay lại tổng ni vào ông đi. Cháu nhỏ con nó nghịch lắm, nó biết ông là người nhà nên nó trêu ông đấy ạ. Nó nghịch thế nó mới là thông minh. Thế anh chị đã cho cháu đi nhà thầy nang chưa? Vợ chồng con cũng cho đi khám hết các thầy nhưng mà mãi không khỏi ông ạ. Có khi nếu mà khám thầy nang không khỏi, có khi là phải làm cái lễ cúng đấy, như thằng này này. Đúng rồi, đúng rồi. Trước nó cũng không nói được. Phải làm lễ cúng. Ngày xưa em cũng không nói được, nên ông là thầy mu em cúng một phát, em nói bằng nách luôn. Ôi thế à? Đúng rồi. Ôi, ông ơi, thằng anh luôn. Ông ơi, thế có gì nhá? Thế sau Tết nhỉ? Vợ chồng con sẽ nhờ ông dẫn con sang nhà thầy để làm lễ cúng cho cháu được không ạ? Được thôi. Thôi, muộn rồi. Anh chị cho cháu về thăm ngoại đi. Rồi chiều rảnh sang tôi chơi. Dạ. Con, chào ông đi. Nào. Con chào ông ạ. Anh chào. Chị đi nhá. Bố mà tập nói còn nữa. Mình về thôi. Nghịch lắm đấy. Chán ơi là chán. Bà ngoại ơi. Ô, đây rồi, đây rồi. Cháu về thăm bà này. Đây đây. Úi dồi ôi, mong mãi. Sao muộn thế hả con? Bu. Con. Bu. Con ơi. Bu ơi. Bu, bu có khỏe không bu? Bu khỏe. Bu mong con quá. Con cũng mong bu. Úi dồi ôi. Sao mình? Mà bu. Sao bu gầy gò xanh xao thế này? Con cũng thế, sao gầy thế này? Sao bu không chịu ăn đúng không? Bu toàn ăn rau đúng không? Con không chịu ăn đúng không? Ok mình. Dạ. Cả năm mới về thăm bu, sao lại khóc? Đúng phải rồi. Vui lên chứ. Phải vui lại mình ấy. Cả một năm trời, mình chả cho em về thăm bu được ngày nào, cứ bắt em làm việc quần quật ấy. Bu. Lắm đấy nhá. Không cho tôi được về. Không phải đâu. Tại nhà con cứ tham công tiếc việc ấy, ai không cho mình về? Hỏi mình nhá. Tính nó giống u. U cũng thế đấy. Vâng, thì tại bây giờ mình vẫn còn trẻ, mình phải làm việc kiếm tiền để còn phụng dưỡng bu thầy chứ. Đúng rồi. Tôi hỏi mình nhá, bây giờ mình cứ tham công tiếc việc, cứ mải kiếm tiền, đến lúc có tiền rồi thầy u không còn, lấy ai mà phụng dưỡng? Úi rồi. Ừ nhỉ. Úi thủ chết con quên. Đấy, thế lỡ sau này mà thầy bu chết tủi thui cái mồm bố. Con quên. Thầy u vẫn khỏe này mà mình chết. Lỡ sau này thầy bu không còn nữa thì thì sao? Con này u đã chết đâu, thầy đã chết đâu mà mới khóc. Nín ngay, nín. Mà thầy con đâu? Ôi trời ơi, đúng là thầy nó mới nói là xung khắc. Từ lúc đẻ ra đã thấy xung khắc rồi. Mấy hôm nay thầy mới mong chúng mày về. Đánh đùng cái chiều nay cụ Lý lại dẫn thầy mày lên huyện về đê điều thế nào, phải mấy hôm nữa mới về. Thế có tiếc không? Con này xung khắc với thầy nhé. Vâng. Thế thằng này là? Đây là cu Tít.
cháu ngoại bà đấy ạ. Đấy. Ôi thế à? Vâng. Rồi cô Tít chào bà chưa? Rồi khôi ngô quá nhỉ. Con nhà con nó kiệm lời lắm ạ. À, bố ơi, con đói quá. Thế chuẩn bị đi, để u vào u lấy cơm. Vâng. Nói ở đây là không nói được ạ. Ui xảo ơi, không nói được thì thôi. Ăn cơm đi. Chuyện cháu bà. Cháu bà làm sao? Nó không biết nói. Không biết nói. Vâng, Bu ơi. Lúc mà mới sinh cu Tí ra thì cháu nó không nói được là chuyện bình thường đúng không ạ? Thì vợ chồng con cứ cho qua. Lúc năm 2 tuổi cháu cũng chỉ bập bẹ thì vợ chồng con cũng đợi. Mà bây giờ đấy, nó lớn tướng như thế này mà con nói được đâu ạ? Tôi thương cháu tôi quá, sao lại thế? Không nói được hả cháu? Vâng. Bà ngoại của cháu đây, cháu chào đi, chào đi. Bà ngoại của cháu đây. Chào bà ngoại ạ. Mình ơi. Nó nói được rồi này. Ôi con tôi nói được rồi. Ôi con cảm ơn trời đất ơi. Cháu nói được rồi. Mu ơi, con nói được rồi. Mu nói gì đi Mu? Mu nói đi. Mình ơi, Mu vui quá. Mu không nói nên lời. Mu không nói nên lời. Con nói là con chào bà ngoại nhớ mình. Buồn ngủ phải không? Chờ một tí rồi thầy cho đi ngủ. Xem bà ngoại thế nào đã. Này chú gì? Chú gì đi đâu đi đâu đi bao lâu thì không sao. Chú gì về nhà một cái nói cái chuyện gì mà để u bực tức, u cấm khẩu không nói được thế hả? Đâu có. Em làm sao em biết được? Lúc em về nhá, u nhìn thấy em, u còn khóc. Mà lúc ăn cơm u còn cười nói vui vẻ bình thường có làm sao đâu. Tôi không biết là chú gì làm cái chuyện gì mà bây giờ u cấm khẩu, u bực tức, u không nói năng được gì cái kìa. Vợ chồng em có nói gì đâu. Vâng. Chỉ có cháu nó chào bà. Bà vui quá, thế là bà không nói. À, đúng rồi đấy. Chắc là bà vui quá, bà không nói nên lời thôi. Mà cái thằng này, mày có biết bác là ai không? Bác đây là chị của mẹ con. Bà ngoại đẻ bác trước, đẻ mẹ con sau. Đúng rồi. Con hiểu chưa? Con phải gọi là bác. Con chào bác ạ. Chị bị làm sao đấy? Bác làm sao đấy? Chị bị làm sao? Bác không nói được mình này. Có chuyện gì này hả mình? Mình hỏi em thì em biết hỏi ai. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này? Dứa dại không gai, chúng anh nghĩ rằng cây thì dứa dại nó không gai. Mình ơi, ra ăn cơm. Cơm mẹ con làm gì mà lâu thế không ấy. Bác Đỏ ơi, bác Đỏ. Chú Xanh à. Dạ. Sang đúng lúc nhỉ. Xà trốn em ngồi anh đây, xà trốn em ngồi dừng dừng anh lại. Ui, phải nói là bác đi nhá là em nhớ lắm. Ngay cứ nghe cái bác là xà trốn em ngồi là em sang ngay. Sang đúng lúc thật đấy. Dạ dạ dạ. Ngồi uống với tôi chén rượu. Ui, sao bác, bác Đỏ, cái số em làm sao nhá? Là cứ đến đúng cái giờ này là lại đến. Không phải mình nhà bác đâu. Nhà nào cũng thế. Số chú là có cái số đánh hơi. Không, số em là số ăn. Nhưng mà bác này, em phải nói thật nhá. Em tên Xanh, bác tên Đỏ. Hai cái mệnh đấy nó hợp nhau lắm. Xanh với Đỏ nó quẹn vào nhau. Quẹn vào nhau, đi đâu là phải có nhau. Úi giời ơi. Uống với tôi chén rượu đã. Rượu, 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 ngon. Úi giời ơi. Này bác ơi, cái đợt vừa rồi bác về quê vợ là hơi bị lâu đấy nhá. Bác đi thế là em hơi bị nhớ đấy. Chú thế đấy, cả năm vợ chồng tôi về thăm ông bà ngoại có một lần. Vâng. Chẳng lẽ lại về cái đi ngay. Biết là chú nhớ. Tôi đây là không nói được ạ. Ui xảo ơi, không nói được thì thôi. Ăn cơm đi. Chuyện cháu bà. Cháu bà làm sao? Nó không biết nói.
không biết nói. Vâng, Bu ơi, lúc mà mới sinh cu tí ra thì cháu nó không nói được là chuyện bình thường đúng không ạ? Thì vợ chồng con cứ cho qua. Lúc năm 2 tuổi cháu cũng chỉ bập bẹ thì vợ chồng con cũng đợi. Mà bây giờ đấy, nó lớn tướng như thế này mà con nói được đâu ạ? Ồ, thương cháu tôi quá, sao lại thế? Không nói được hả cháu? Vâng. Bà ngoại của cháu đây, cháu chào đi. Bà ngoại của cháu đây. Cháu ra bà ngoại ạ. Bây giờ nói được rồi. Thằng tí. Ừ. Nói được rồi. Ui giời ơi. Ui giời, mừng quá. Mừng quá. Thằng tí nói mừng. Được. Ui giời ơi, cứ tưởng cháu nó bị câm. Hóa ra là bây giờ là nói được rồi. Thế là nhà mình có phúc đấy. Có phúc quá chứ. Vâng. Câm là câm thế nào? Ui giời. Chú nhìn mặt mũi nó khôi khô. Đấy. Chú chồng nó có giống tôi. Cũng giống tôi đấy nhỉ. Chả đấy. Giống. Thì làm sao mà câm được. Ừ. Thế là bây giờ là cháu nó nói được rồi. Cháu nói được rồi. Hay quá. Thế là. Ui giời. Nhưng mà có cái chuyện buồn thế này. Chuyện buồn nó như nào ạ? Bà ngoại của cháu đây. Cháu ra bà ngoại ạ. Mình ơi. Con nó nói được rồi này. Con tôi nói được rồi. Trời ơi, con cảm ơn trời đất ơi. Cháu nó nói được rồi. Bu ơi, con nói được rồi. Bu nói gì đi Bu. Bu nói đi. Mình ơi, Bu vui quá. Bu không nói nên lời. Không nói nên lời. Con nói là con chào bà ngoại nhớ. Bác đây là chị của mẹ con. Bà ngoại đẻ bác trước, đẻ mẹ con sau. Đúng rồi. Con hiểu chưa? Con phải gọi là bác. Con chào bác ạ. Chị bị làm sao đấy? Bác làm sao đấy? Chị bị làm sao? Ôi bác không nói được mình này. Có chuyện gì này hả mình? Mình hỏi em thì em biết hỏi ai. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này? Mỗi lần nó cứ chào ai là người ấy cấm khẩu luôn. Cứ chào ai là người ấy là câm luôn. Câm luôn.